Xã hội phát triển không ngừng, với nhiều nỗi lo toan bộn bề, đều có thể trở thành tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần của con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020, trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người, chỉ sau tim mạch. Trong đó trầm cảm ở Việt Nam hiện nay đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Theo thống kê của Viện Sức khỏe Tâm thần cho thấy có 30% dân số Việt Nam mắc các bệnh rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Đặc biệt, thời gian gần đây, các bệnh viện cũng ghi nhận có sự gia tăng đáng kể của bệnh nhân trầm cảm trẻ tuổi, đa số là học sinh, sinh viên. Việc thường xuyên gặp áp lực học hành thi cử, cũng như sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trẻ hóa bệnh trầm cảm ở Việt Nam hiện nay. Ước tính tại Việt Nam, có ít nhất 3 triệu thanh thiếu niên có các vấn đề về sức khỏe tâm lý, tâm thần. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20% trong số đó nhận được sự hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết. Trầm cảm cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người tự tử ở Việt Nam. Ước tính mỗi năm có hàng chục ngàn người tự tử do trầm cảm, gấp 2,5 lần so với số người chết vì tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy rằng, tâm thần là một bệnh mãn tính dễ tái phát. Chính vì thế, do tính chất cộng dồn, nên khó khăn của ngành y tế là số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về tâm thần hàng năm chỉ tăng chứ không giảm. Thưa quý vị, cũng như các bệnh khác, việc phát hiện sớm bệnh tâm thần đóng vai trò quyết định trong kết quả điều trị. Nếu phát hiện trễ, bệnh không những khó điều trị mà có khi không thể điều trị khỏi được. Tuy nhiên, nhận thức của người dân về bệnh tâm thần còn hạn chế, khiến bệnh ngày càng nặng hơn. Nhiều bệnh nhân thì đã trở thành thủ phạm gây nguy hiểm cho bản thân, người nhà và cộng đồng. Và trong một thầy thuốc của bạn kỳ này thì Thủy Tiên xin mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ Nguyễn Văn Bình, trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trao đổi xung quanh nội dung về bệnh tâm thần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ, xin được chào bác sĩ ạ. Xin kính chào Thủy Tiên, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và qua đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là người mắc bệnh tâm thần thì có xu hướng gia tăng. Vậy thì trước hết xin bác sĩ cho biết là bệnh tâm thần là gì và ai thì có thể mắc căn bệnh này ạ? Nói về bệnh tâm thần thì một cái định nghĩa của nó là một cái rối loạn hoạt động của não bộ do nhiều nguyên nhân gây ra. Thì trong đó là những cái nguyên nhân là gây nhiễm trùng, nhiễm độc, những cái rối loạn về tâm thần, những cái bệnh về cơ thể thì làm cho rối loạn chức năng thực tại của các tri giác, ý thức, hành vi của bệnh nhân, làm cho bệnh nhân là phản ánh sai cái thực tại và những môi trường xung quanh của bệnh nhân. Đó là những cái bệnh về tâm thần. Dạ. Và ai thì có thể mắc căn bệnh này thưa bác sĩ? Một người học sinh, sinh viên áp lực về học tập thì cũng gây ra là về tâm thần, như là bệnh nhân có thể là rối loạn lo âu hoặc là những cái rối loạn tâm thần cấp do cái stress. Đối với những người mà bị chấn thương sọ não hay gì sau chấn thương thì có thể ảnh hưởng tới não bộ, cũng có gây về tâm thần. Một số người là sử dụng chất kích thích như rượu bia, ma túy cũng là gây ra bệnh tâm thần. Hoặc là một số sản phụ sau khi sanh do stress quá thì người ta cũng là gây ra về các bệnh về tâm thần. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì có những cái nguyên nhân nào gây ra bệnh tâm thần ạ? Về nguyên nhân gây bệnh tâm thần thì rất là nhiều nguyên nhân. Thì trong đó một số nguyên nhân như là mà tổn thương về não, như bị chấn thương sọ não. Những cái này là hậu quả của những cái bệnh ngoại về chấn thương sọ não. Rồi một số bệnh về nhiễm độc thần kinh, nhiễm trùng thần kinh. Một số các bệnh về nội khoa như là chuyển hóa, một số bệnh nội tiết cũng gây ảnh hưởng về tâm thần. Và một số người có rối loạn về giảm cái chức năng về tâm thần thì cũng người ta có rối loạn tâm thần. Đó là những cái nguyên nhân. Dạ. Và bệnh tâm thần thì có tính di truyền hay không thưa bác sĩ? Về di truyền thì đối với bệnh tâm thần là di truyền, nó là một nguyên nhân gây bệnh chứ không phải là bất cả tất cả những người bị tâm thần đều có di truyền. Thí dụ như một số người có cha hoặc mẹ bị tâm thần nhưng mà con ra vẫn bình thường. Có nhiều người thì có bố bị tâm thần, mẹ bình thường nhưng mà sanh con ra là bị tâm thần. Về yếu tố di truyền là một yếu tố thuận lợi chứ không phải. Dạ. Thưa bác sĩ, có một thực tế thì thường những người bị bệnh tâm thần thì không có nghĩ là mình bị bệnh, mà họ nghĩ là những người xung quanh họ bị bệnh. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phát hiện ra là mình đang mắc bệnh tâm thần ạ? Đối với một người bị tâm thần mà họ không biết họ bị tâm thần, họ có cái rối loạn về nhận thức. Ví dụ như một người bị
đang bình thường vậy đó, tự dưng thấy nói nhiều hơn. Thì rồi là bệnh nhân có cái hành vi tăng rối loạn cái hành vi, tăng cái hành vi lên. Rồi một số người là đang làm thì có thể là giảm cái ý nghĩ về công việc của mình. Rồi một số người là có cái hoang tưởng, thì đó là những cái người đó họ không có biết về họ tâm thần, nhưng mà thực sự ra họ đang có cái những biểu hiện về tâm thần. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện ra là mình đang mắc những cái triệu chứng của bệnh tâm thần ạ? Thì khi để mình nhận biết những người đó thì trong quá trình mà người ta sinh hoạt hoặc lao động học tập thì giống như người ta đang bình thường, người ta có thể là người ta tăng kích thích lên, người ta quậy phá hoặc là chửi bới, những cái đó là những cái biểu hiện. Hoặc là người ta có cái đa nghi, có cái đa nghi giống trong nhà, cứ nghĩ là người này hại mình, người kia hại mình, người này có âm mưu là như thế này như thế khác. Hoặc là có một số người có cái hoang tưởng ghen tuông, về ghen tuông vô cớ. Và Thủy Tiên được biết là bệnh tâm thần thì có rất là nhiều dạng khác nhau và cũng có những cái triệu chứng khác nhau. Vậy thì chúng ta thường gặp những cái dạng tâm thần nào và những cái triệu chứng riêng biệt như thế nào thưa bác sĩ? Thì đối với các bệnh tâm thần thì bệnh thường gặp nhất là bệnh tâm thần phân liệt. Cái bệnh này là phổ biến, và ở bệnh viện đây hình như hầu như là tất cả những bệnh nhân nằm nội trú về là bệnh tâm thần phân liệt. Thì đối với bệnh tâm thần phân liệt thì cái triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thì thường gặp là bệnh nhân có cái rối loạn cảm xúc, người ta cười nói vô cớ, ngồi một mình cười nói vô cớ như vậy. Rồi là rối loạn cái hành vi, người ta có thể là tăng kích động, quậy phá lúc nào không ai không nhiều người là người ta không có biết được, không có kiểm soát được hành vi, đánh đập người khác hoặc là phá đồ đạc vô cớ trong nhà như vậy. Rồi rối loạn về tri giác, người ta có thể là không định hướng được cái môi trường xung quanh, mình đang ở đâu cũng không biết. Đặc biệt cái triệu chứng quan trọng nữa là có cái rối loạn về tư duy, người ta có những cái suy nghĩ sai lệch về về cái hiện tại, giống như người ta có cái suy nghĩ là lúc nào cũng có người hại mình. Thì đó, hoặc là nghe tiếng nói trong tai có người hại mình, muốn là giết mình, thì đó những cái là cái triệu chứng là quan trọng nhất của cái bệnh tâm thần phân liệt. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì bệnh tâm thần có thể chữa khỏi hẳn được hay không ạ? Về vấn đề điều trị bệnh tâm thần á, thì tùy theo thể loại bệnh mà mình có thể điều trị. Ví dụ như một số bệnh về loạn thần cấp, bệnh rối loạn lo âu, bệnh stress đó, thì mình có thể là điều trị bệnh nhân ổn định và tái khám lại. Nhưng mà những trường hợp bệnh này thì không cần thể điều trị lâu dài. Đối với một số bệnh như là tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc, thì bệnh sẽ có tính chất chu kỳ. Bệnh rối loạn cảm xúc có tính chất chu kỳ. Khi mình điều trị ổn định thì mình phải hẹn tái khám bệnh nhân và mình có cái hướng xử lý tiếp theo. Đối với bệnh tâm thần phân liệt thì mình có thể điều trị bệnh nhân là ổn định, nhưng mà phải tái khám định kỳ, và bệnh nhân có thể là uống cả suốt đời, để lúc nào cũng phải uống thuốc để mà duy trì cái cuộc sống hiện tại của bệnh nhân. Dạ. Và chúng ta có những cái phương pháp điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Về phương pháp điều trị thì thứ nhất là đầu tiên là về hóa dược. Thì hóa dược thì mình sử dụng các thuốc mà điều trị về các rối loạn về tâm thần. Thì hiện tại giờ thì mình đây sử dụng các thuốc thế hệ mới, thì đối với những bệnh nhân thì cũng thời gian đáp ứng cũng nhanh đối với thuốc thế hệ mới. Rồi đối với một số bệnh thì điều trị lâu dài thì bệnh nhân phải tái khám và lãnh thuốc định kỳ. Cái phương pháp điều trị tiếp theo nữa là ngoài hóa dược ra thì mình có thể là điều trị về phục hồi chức năng tâm lý cho bệnh nhân. Bệnh nhân sau khi ra viện được cử nhân tâm lý tư vấn và cách điều trị, rồi cách sinh hoạt, rồi là sinh hoạt ở nhà ha, rồi là phục hồi chức năng tâm lý, có nhiều người thì ở cộng đồng. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Theo thống kê của Bộ Y tế, nước ta hiện có 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng. Chỉ tính riêng về bệnh tâm thần thường gặp nhất như trầm cảm, đồng kinh, rối loạn hành vi, tâm thần phân liệt, đã có hơn 13 triệu người mắc, trong đó khoảng 40% bệnh nhân ở độ tuổi dưới 30. Tuy nhiên, số người bệnh được chữa trị còn rất thấp, cứ 10 người thì chỉ có 2-3 người được điều trị. Theo các chuyên gia y tế, bệnh nhân tâm thần có nguy cơ gây án hình sự cao hơn người thường, gấp từ 3 đến 4 lần. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Bình, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ thưa bác sĩ, khi mà bị bệnh tâm thần thì có nên ở chung trong gia đình hay không ạ? Hiện tại một số bệnh nhân tâm thần là rất là bị người thân xa lánh. Những cái này là càng làm cho bệnh nhân càng ngày càng nặng hơn mà không phục hồi được.
Thì đối với bệnh tâm thần, điều quan trọng nhất là được gia đình và xã hội quan tâm, đặc biệt là gia đình. Bệnh nhân cần phải được ở với người thân để người thân theo dõi và chăm sóc, uống thuốc hàng ngày. Thì ngoài cái việc uống thuốc, còn hướng dẫn cho bệnh nhân là phục hồi những cái chức năng xã hội của bệnh nhân thường ngày bệnh nhân có. Trong quá trình mà bị bệnh ấy, người ta không làm được những thứ đó, thì sau khi mà về nhà là ở với gia đình ấy, người nhà phải hỗ trợ bệnh nhân trong việc thực hiện một số công việc, như là bệnh nhân có thể là làm những công việc phụ giúp gia đình. Khi mà ổn định hơn thì người ta làm những công việc là lớn hơn, và có thậm chí có một số người bệnh tâm thần, người ta điều trị ổn định, người ta vẫn đi làm việc lại bình thường. Dạ. Và khi mà chúng ta phát hiện ra là bản thân hay là người thân của mình bị có những cái triệu chứng tâm thần thì chúng ta nên làm gì, thưa bác sĩ? Thì đối với bệnh tâm thần thì trước hết là mình phải nắm bắt được như thế nào là bệnh tâm thần. Thí dụ như có nhiều cái trường hợp ở cộng đồng thì mình phát hiện bệnh tâm thần có những biểu hiện bất thường, giống như người ta hồi nãy đó, người ta nói nhiều hoặc là người ta kích động, người ta có cái đa nghi, người ta có cái hoang tưởng đó, thì mình phải đưa tới mà cơ sở y tế gần nhất. Thì đối với tỉnh mình thì có thể là đưa tới bệnh viện tâm thần để được tư vấn và điều trị. Vậy thì với những cái trường hợp như thế nào thì chúng ta nên để người thân ở nhà, và với những cái trường hợp nào thì chúng ta sẽ cho nội trú ở bệnh viện ạ? Đối với những trường hợp mà bắt buộc điều trị khi bệnh nhân tâm thần lên cơn kích động, đặc biệt là gây hại cho người thân và người nhà xung quanh, những người xung quanh, hoặc là bệnh nhân có cái ý nghĩ mà hoang tưởng bị hại, hoặc là có ý nghĩ tự sát, thì những cái trường hợp đó bắt buộc phải đưa bệnh nhân được tới bệnh viện để tư vấn và khám và điều trị. Đối với những bệnh nhân tâm thần mà ổn định, người ta có thể lao động sinh hoạt được bình thường, thì có thể là điều trị tại cộng đồng, người ta lãnh thuốc uống ở tại trạm y tế, uống thuốc hàng tháng, và có thể là ở dưới nhà mình sinh hoạt ở tại địa phương được, chứ không cần phải nhập viện. Dạ. Và với bệnh tâm thần thì chúng ta có những cái phương pháp nào để có thể phòng bệnh hay không, thưa bác sĩ? Thì đối với một số bệnh tâm thần mà do nguyên nhân giống như là chấn thương sọ não này, rồi nhiễm trùng thần kinh, nhiễm độc thần kinh, thì những cái đó thì mình phải ngăn ngừa những cái bệnh bên cái ngoại khoa, bệnh nội khoa thì mình mới ngăn ngừa được. Thì đối với một số bệnh tâm thần mà liên quan tới stress, áp lực về cuộc sống thì mình có thể ngăn ngừa được bằng cách là chúng ta trong công việc, chúng ta phải ngoài làm việc ra chúng ta còn có thời gian nghỉ ngơi, hoặc là chúng ta sẽ tập thể dục hay là sinh hoạt một câu lạc bộ gì đó giống để cho tâm tinh thần chúng ta thoải mái. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Thưa quý vị, những áp lực từ cuộc sống hàng ngày khiến cho chúng ta luôn có nguy cơ bị rơi vào stress, căng thẳng và ức chế thần kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Và để đẩy lùi stress, tinh thần lạc quan và yêu đời hơn thì chúng ta nên bổ sung thêm các thực phẩm sau đây. Mật ong. Mật ong chứa tới 75% hàm lượng đường. Nguồn năng lượng do mật ong đem lại còn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Sau khi được hấp thụ, mật ong sẽ đẩy nhanh việc sản xuất endorphin, giúp lấy lại tinh thần hưng phấn và ngăn chặn kịp thời stress. Dầu ô liu rất giàu các axit béo không bão hòa dạng đơn thể và các chất chống oxy hóa như vitamin E, polyphenol có tác dụng đẩy lùi tuổi già, giảm các cholesterol xấu LDL và tăng cường hệ thần kinh, giảm stress. Hoa quả khô. Trong thành phần hoa quả khô có chứa chất xơ, đường chậm, vitamin và muối khoáng, thành phần hoàn hảo để đương đầu với những áp lực hàng ngày. Cây hương thảo và tỏi. Đây là loại thảo dược có khả năng nâng cao tinh thần, chữa suy nhược thần kinh loại vừa và nhẹ. Còn tỏi là chất thiên nhiên, giúp tuần hoàn máu và tác dụng rất tốt với hệ thần kinh. Nước thuốc sắc, trà thảo mộc. Để an thần và giảm bớt các căng thẳng thần kinh, bạn có thể uống nước thuốc sắc hoặc trà thảo mộc vào buổi tối. Một cốc trà ấm sẽ giúp bạn tĩnh tâm và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Thưa quý vị, với nhịp sống xã hội hiện đại, ai trong chúng ta đôi lúc cũng cảm thấy bị stress, nhưng đừng để tình trạng stress kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Tập thể dục đều đặn, chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý khoa học là những hoạt động hỗ trợ rất là hiệu quả cho quá trình điều trị chứng rối loạn tâm thần. Nếu bản thân hoặc người thân trong gia đình thực sự có dấu hiệu của bệnh tâm thần thì đừng e ngại, hãy mạnh dạn đến trạm y tế gần nhất hoặc bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được tư vấn và điều trị kịp thời. Chuyên mục Sống Khỏe Mỗi Ngày đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.